Hello, mấy chàng đang chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề vải nha. Và hôm nay em tiếp tục lên clip số 40 bao gồm một số món đồ nghề dụng cụ. Anh em mình theo dõi video thấy món hàng nào ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, anh em ủng hộ em nha. Hôm nay em sẽ có một số mặt hàng đồ nghề nè. Đây, và có cả thùng đựng đồ nghề, em sẽ quay ở cuối video ha. Anh em nào mình quan tâm đến cái sản phẩm thùng đồ nghề thì mình kéo vào ở cuối video mình xem giùm em nha. Và cũng như thường lệ luôn, mã số và giá cả công khai sản phẩm này em đã dán bên trên. Anh em mình xem video là mình thấy ngay được giá của sản phẩm luôn. Còn chi tiết thì anh em mình vui lòng xem trong video giùm em nha. Thì em sẽ quay kỹ càng về các cái góc cạnh của sản phẩm mà em đo kích thước và em giới thiệu đến anh em tính năng, công năng cơ bản của nó. Anh em thấy phù hợp thì mình chốt hàng ha. Về hình thức chốt hàng thì anh em mình chốt qua số điện thoại này giùm em 0896996883. Và khi chốt hàng anh em báo giùm em mã số của sản phẩm cộng mã số clip nha. Ví dụ clip hôm nay là 40, anh em mình chốt mã số 1 chẳng hạn, báo giùm em là mã số 1 clip 40. Hoặc là anh em chốt mã số 2, báo giùm em mã số 2 clip 40 nha. Và tương tự cho tất cả các sản phẩm có trong video ngày hôm nay nha anh em. Và em vào chi tiết sản phẩm ngày hôm nay luôn. Đầu tiên giới thiệu cho anh em mình là một cây vít anh em, một cây vít điện của nhà Vecel ha. Đây, Vecel, hàng của Nhật nha này, Japan nha, đó, khá là xịn sò luôn. Cây này là vít điện 3K BH2 với cái đầu mũi nó còn rất là ok luôn nha. Đấy, BH2 nha này, đầu cộng BH2 ha, khá là thông dụng cho anh em mình sử dụng luôn. Đấy, tình trạng em thấy cây này là còn khá là ok này. Đó, về kích thước thì em đo được cây này là 18,5 cm. Về cấu tạo phần cán thì em thấy cán bằng nhựa ha, cán bằng nhựa và được bọc cái phần màu đỏ này nè, này là cao su dạng mềm nha. Này, cao su mềm này khá là xịn sò luôn. Thì em thấy cái phần cao su này cũng còn nguyên vẹn, không có bị nứt rách gì hết anh em nha. Đây, thông tin của sản phẩm có trên đây nè, mà trong quá trình vệ sinh nó hơi bị mờ nha. Đây, anh em cũng thấy được cái dòng này là dòng Vector ha, cái dòng cao cấp của nhà Vecel qua đây. Đây, Vecel ha. Đó, rồi, một cây vít khá là ok cho anh em mình về sử dụng luôn nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 1 clip số 40 nha nè, giá là 120.000. Em quay mã sản phẩm tiếp theo, mã số 2, giới thiệu cho anh em một cây cây này là cây cờ lê đai anh em, cờ lê ha. Đây, mở lọc dầu anh em ha. Đây, đó, cây này là của Nhật nè, hàng của Nhật Japan, thương hiệu của nó là Hit ha. Đây, cây này của Hit ha. Đây, cái dòng của nó là BTW3 nha nè, đó là cái size trung nha, size trung. Và cái chất liệu phần cán nè là bằng thép nha nè, hoàn toàn là bằng thép ha. Rồi, cái dây này nè, cái dây đai này nè. Đây, đó. Nè, anh em sử dụng như thế này. Đây, đó. Mình mở lọc dầu ha, rất là chắc chắn luôn anh em. Rồi, về kích thước thì cái phần cán nè, em đo được là 29,5. Phần dây em đo được là 38 nha nè. Đây, dây 38 ha. Đó, anh em xem kỹ lại phần dây giùm em nè, rất là chắc chắn luôn, cả cây mối chỉ mối dây nè nè. Đấy, cứng cáp và chắc chắn nha. Đó, dài dặn lắm anh em. Rồi, phần cán thép đây. Đây, đó, đảm bảo cho anh em mình là không có nứt bể gì nha, không có nứt bể gì hết đây nè. Đó, đảm bảo cái lục để cho anh em mình mở ha. Cái phần nước sơn nè, là sơn zin của sản phẩm, nó có màu đỏ cam này luôn. Đó, nó có những cái vết này là vết trầy sơn thôi. Đấy, anh em cứ xem kỹ, nó trầy sơn thôi, đảm bảo cho anh em mình là không nứt. Đó, đấy, anh em mình yên tâm mà sử dụng. Những cái này anh em mình sử dụng rất là bền luôn anh em. Đấy, rồi, anh em mình chốt cái cờ lê đai này nè. Anh em báo giùm em là mã số 2 clip số 40, giá của nó là 300.000 nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ.
Mã số 3, giới thiệu cho anh em mình là một cây vít tự động của nhà Vercel luôn. Đây, cây vít này là vít tự động ha. Đó. Hình thức thì cây này nó còn tương đối nha, còn tương đối, anh em mình về tiếp tục sử dụng là ngon lành nha. Những cái tính năng hoạt động của nó là ok hết. Còn về hình thức thì nó có những cái vết trầy, vết xước nhẹ nha. Thì tí nữa em sẽ vào chi tiết nó kỹ hơn ha. Đầu tiên thì em giới thiệu cho anh em mình là cái kích thước 22,5cm, 22,5cm nha nè. Đó. Về cấu tạo thì nó bằng thép và nhựa ha. Phần cán này, đây, những cái phần này là bằng thép, ở đây là cái nhựa này nè. Đó. Rồi, phần cán là bằng nhựa nè. Cái nhựa rất là cao cấp nè. Nó có những cái vết trầy do hàng này nó cắn với hàng kia. Đây, anh em có thể thấy ha. Nhưng mà đảm bảo cho anh em mình là không có nứt bể. Anh em cứ xem kỹ giùm em ha. Đó, đảm bảo cho anh em mình là không có nứt bể nha. Rồi, hàng Vercel. Cái mã số của nó là 1510, hàng của Nhật Japan. Đây. Rồi, bên trong này nè, cái bên trong này nè, đây là chứa các cái mũi vít, mũi khoan nha. Đây. Đó. Về cách sử dụng em hướng dẫn luôn cho anh em mình. Anh em mình nhấc lên ha, anh em mình nhấc lên giùm em, nhấc lên giùm em. Rồi mình đẩy qua một bên. Thì lúc này mình lấy được các mũi vít, mũi khoan trong này ra nha nè. Thì đi kèm với cái vít này nè, thì em có một cái mũi ba ke, một cái mũi dẹp và một cái mũi khoan. Đó, như này mình có thể thấy ha. Rồi. Rồi khi anh em mình sử dụng xong nè, mình cất lại vào cái khoang này, mình bảo quản ha nè. Anh em chỉ còn đậy lại như thế này thì tự nó khít lại ha. Đó. Rồi, em giữ lại một cái mũi vít để em test cho anh em mình cái tính năng của nó. Rồi, cái này nè. Nó là cái vít tự động. Em ví dụ nha. Bây giờ anh em mình xoay. Anh em mình xoay bên này nè, đó. Rồi, khi anh em mình gạt nè, gạt xuống nè, đó, gạt xuống cái phần dưới cùng á, thì anh em sẽ được đảo chiều, chiều ngược lại ha, xoay chiều ngược lại. Rồi, khi mà anh em để cái nút này vào ở giữa này nè, đây, vào ở giữa như anh em thấy ha, thì lúc này cái tính năng tự động nó bị khóa đi, đây, và nó không nhấn được nữa ha. Rồi, để em test cho anh em mình xem, tại vì cái mặt bàn em là cái chất liệu simili á, nên là nó... em để cái mũi vít vào nó bị chảy, nó bị hỏng á, nên là tạm thời là em không có để mũi vít nha. Nhưng mà anh em có thể thấy nè, đây, khi mà em nhấn xuống này nè, đó, anh em thấy xoay nha, đó, nó xoay nha nè. Đấy. Thì anh em không có còn phải vặn cái cổ tay này, nó khá là mỏi, anh em chỉ cần mình nhấn vào thôi. Đấy. Hoạt động rất là trơn tru luôn. Rồi, anh em mình đảo chiều ngược lại, mình vặn lên giùm em ha. Rất là trơn tru luôn anh. Chỉ còn mình nhấn vào thôi nha. Chỉ còn nhấn vào thôi. Đây, chỉ còn nhấn vào này. Thì cái cơ chế của nó sẽ tự động nó xoay như thế này. Anh em thấy không ạ? Đó. Rồi. Rồi, để khóa cái tính năng tự động thì anh em mình nhấn nút giữa thì lúc này không ai nhấn được nữa đâu. Đó, lúc này là khóa cái tính năng tự động nha này. Rồi. Anh em mình gắn và thay các cái mũi vít khác nhau bằng cách này. Anh em mình đây. Mình giữ cái này xuống ha, mình kéo cái này phần này xuống nè. Đó. Rồi. Giữ cái mũi vít rất là chắc chắn luôn, không bị rơi rớt thì anh em ha. Rồi, khi này mình lấy ra. Rồi, mình lấy ra nha. Đó. Rồi, mình cất giữ bảo quản thì mình cứ mở cái nắp này ra. Bỏ vào đây nè. Đó. Khá là gọn gàng luôn ha. Cái tính năng của nó, cái vít này còn hoạt động rất là tốt nha nè. Còn hoạt động rất là tốt. Chỉ có cái ngoại hình của nó hơi bị trầy xước ha. Đó, như anh em thấy ha. Nó bị chóp xi ở đây. Nhưng mà không đáng kể gì lắm đâu nè. Còn sử dụng tốt, ngon lành. Anh em thợ mình có nhu cầu mình mua về sử dụng thì anh em ủng hộ em ha. Đây, mã số 3 nha nè. Mã số 3, clip số 40. Giá 200.000. Một cái vít tự động cho anh em mình về sử dụng ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 4, giới thiệu cho anh em một cây kìm điện Mary. Một cây kìm điện Mary, hàng của Nhật ha. Đây. Cây này là hình thức nó ở mức khá anh em nha. Đây, em lau ít dầu nhớt đi cho nó nhìn nó sạch sẽ bóng bẩy hơn ha. Đó. Này là dầu nhớt.
Em thấy hình thức cũng tương đối ok ha. Đấy. Cái phần cán đặc biệt cây này, phần cán còn rất là đẹp luôn anh em. Đó, anh em mình an tâm làm điện nè. Đấy, cán rất là dày dặn luôn. Cái nhà Mary này họ thiết kế cái phần cán này rất là ok luôn. Dày dặn lắm. Đấy, em thấy ha. Và phần cán em thấy không có cái dấu hiệu mà rách gì hết á, nên là nó rất là an toàn cho anh em mình sử dụng điện luôn. Đây, về kích thước thì chiều dài của cái kìm này em đo được là 19cm ạ. Đây, 19cm ha. Và như phần cán em giới thiệu ha. Đây, Mary Chauvin. Đấy, cái phần cán còn rất là đẹp luôn. Đó. Chữ này là chữ nổi nè, rất là dày dặn nha. Đấy, anh em thấy cây này phần cán quá là đẹp luôn anh em. Còn về phần răng kìm này cũng ok luôn ha. Đấy, phần răng kìm ok. Để em test thử cái phần lưỡi cắt ha. Nhìn cái phần lưỡi cắt thì nó không được đẹp lắm á nè. Không, tại vì nó bị chày chỗ này một tí thôi. Cho phần lưỡi cắt nãy em thấy còn ok đó. Nhưng mà nhìn ngoại quan thì nó không được đẹp lắm thôi. Đó. Rồi, em sẽ test qua dây điện cho anh em mình kiểm tra luôn nha. Đây, em cắt thử qua dây điện cho anh em mình xem ha. Sorry anh em, em cắt ở ngoài rồi. Đây, cắt ok nha nè. Đấy, ok ha. Lúc mà em cắt ở ngoài này, sorry anh em nha. Đây, đó. Nếu cắt phần ở trong thì em thấy cũng ok nè. Đây, đó. Anh em mình về á, mình muốn sử dụng nó ok hơn tí á anh em, thì anh em mình cứ mài lại cái phần lưỡi một tí nữa là mình dùng ngon luôn á. Cây này thì em thấy cắt là ok, cắt ngon. Nhưng mà nó không được kiểu như mà nó bén ngọt lắm thôi. Đây, chứ cắt thì vẫn ok ha. Đây. Cái phần kìm nó hơi cứng tí thì em sẽ nhờ thợ mình làm cho nó mềm mại hơn ha. Đây, nó mềm mại hơn cho anh em mình sử dụng ha. Rồi. Một cây kìm điện Mary. Giá của nó là 400.000 nha nè, 400.000. Cho anh em mình mua về sử dụng ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 5. Đây, mã số 5 thì ở đây em có một cây kìm cắt kẽm cộng lực anh em. Của nhà MCC. MCC. Hàng của Nhật nha, Japan. Đó, cây này là size cũng khá là lớn anh em. Anh em có thể cắt cái cáp nó lên đến là 7 ly á nè. Đây, 7mm ha, 7 ly. Size 450 khá là lớn luôn. Hình thức cũng khá luôn anh em ơi. Hình thức cũng khá luôn ha. Đợt này thì em về hàng thợ sử dụng khá là nhiều. Đó, anh em thợ mình còn những cái sản phẩm chất lượng để mình sử dụng cho công việc á, mình xem phù hợp thì mình ủng hộ em ha. Đây, anh em lưu ý giúp em, cây này là size cũng khá là lớn nha. Chiều dài của nó em đo được là 46cm anh em, 46. Rồi. Đó, anh em mình xem chi tiết nè. Còn khá là ok luôn. Cái nước sơn màu vàng là sơn zin của nó nè. Một số vị trí này nè, như anh em thấy thì nó bị chóc sơn ha. Nó bị chóc sơn thôi. Đảm bảo cho anh em mình là không gãy, không nứt nha. Đó. Đảm bảo cái lực cắt lớn cho anh em. Anh em tới cắt cáp tới 7 ly là nó còn một cái lực rất là lớn. Đây, những cái chi tiết của nó là còn nguyên vẹn luôn, không có nứt bể gì hết. Anh em cứ xem kỹ nha. Mình mua hàng bãi mình lưu ý chỗ nào thì em sẽ giới thiệu kỹ cái chỗ đó cho anh em mình xem. Đây, đây là phần đầu lưỡi nè. Và cái lưỡi cắt này nè anh em, anh em có thể thấy ha, nó thiết kế như những cái kéo cắt tôn đó nè. Đó, nó sẽ thiết kế nó có một cái độ nghiêng so với cái mặt phẳng nè. Anh em thấy không? Độ nghiêng này khoảng 30 độ nè, 30 đến 40 độ á. Đó, thì anh em mình có thể cắt bình thường, hoặc là anh em mình có thể để đứng như thế này nè. Đây anh em, đây, đây. Mình để đứng như thế này nè. Đó, mình cắt rất là tiện luôn. Anh em có thể cắt vào sâu bên trong ha. Đó, anh em đi vào những cái cua hẹp á nè. Đấy, anh em cắt ha. Đấy, rất là tiện luôn. Trước giờ em còn bán nhiều nhưng mà những cái cây mà có cái độ nghiêng này thì nó khá là hiếm nha nè. Đây, các cái chi tiết là còn ok hết nè.
Anh em thấy ok không ạ? Rất là dày dặn luôn. Cầm lên khá là nặng tay nè. Khá là nặng tay luôn á. Và phần cán này là được bọc cao su. Được bọc cao su cũng là cán zin của nó luôn, MCC ha. Thì MCC. Thì em thấy là nó chỉ dính một số cái bụi nước sơn thôi, sơn nước các cái công trình mà người dùng trước họ dùng thôi. Chứ cán cũng không có bị rách, không bị đây, này là dính sơn nước thôi. Mình về mình vệ sinh kỹ thêm tí là nó ra ha. Đó, đó. Chứ không có rách, không có nứt gì hết anh em. Còn ok luôn. Đây, có các cái vân vân này mình cầm bám tay luôn để mình có lực ha. Mình có lực mình cắt nó nè. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đó. Và đặc biệt cây này em thấy phần lưỡi nó còn rất đẹp luôn. Đây, anh em thấy này. Đó, cái phần lưỡi nó còn rất là đẹp luôn anh em. Về trọng lượng của nó để em cân cho anh em nào mình quan tâm, mình có thể thấy được luôn ha. Cây này là 1,5 kg nè. 1511 gram ha. Thì 1,5 kg, nặng hơn 1,5 kg tí. Đó. Rồi. Hiện tại thì em không có cái cọng kẽm á để em test cho anh em. Thì sẵn ở đây em có cái sợi dây điện em test luôn. Em test sợi dây điện luôn nha. Anh em lưu ý giúp em, em cũng lưu ý cái phần này. Cái kìm cắt kẽm á, nó sẽ có thiết kế nó khác so với những cây kìm chuyên cắt dây điện một tí hoặc là kìm cắt cáp nha nè. Nó có một cái độ hở nhẹ phần lưỡi nè, để cho khi mà mình cắt mạnh vào á, hai cái lưỡi nó không có dập lại với nhau và nó làm mẻ lưỡi đó. Nên là cái cây của em, tại vì cái lưỡi nó còn rất là mới, rất là đẹp, nên là em có thể cắt dây điện nha. Ngoài ra những cái cây kìm cắt kẽm khác, cây kìm cắt kẽm cộng lực khác thì em không đảm bảo là nó cắt được dây điện nha nè. Đó. Nên là anh em lưu ý giúp em. Nhiều khi anh em test lấy những cái cây khác ra test, thấy cắt không được thì nói cây này cắt không được là không đúng nha. Đây, chẳng qua là em không có cái cọng kẽm nên em cắt cho anh em xem thôi. Đây, đã cắt rất là ngọt luôn anh em. Tại vì cái lưỡi của cây này á, nó rất đẹp đó, nó rất là đẹp. Nên là em có thể em cắt được dây điện luôn. Đây, anh em xem nè. Đây. Đó. Đây, cái cây nó cầm hơi lớn nha nè. Hơi lớn so với em. Đây, em vừa quay vừa cắt nữa nó hơi khó ha. Đây, anh em thấy cái vết cắt của nó nè. Đấy, ok ha. Đó. Rồi, anh em thấy cây này phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, anh em ủng hộ em ha. Anh em yên tâm nha, đảm bảo cho anh em mình là nó chỉ bị tróc sơn thôi. Sơn này là sơn zin của nó, bên em cũng không có sơn sửa lại, không có spa lại gì hết á. Tại vì hàng mình về mình sử dụng mà, nó đảm bảo cho anh em cái lưỡi cắt đẹp, ngọt nè. Các cái chi tiết là còn ok, còn zin. Và các cái phần cán, phần đồ của nó là không có bị nứt gãy, đảm bảo cái lực cho anh em cắt là ok nha. Anh em chốt cây này, báo giùm em mã số 5 nha. Giá của nó là 400.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 6, ở đây em giới thiệu cho anh em mình là một cái bộ dụng cụ đa năng của một cái hãng, cái tên nó dài quá nè em ơi. Cái hãng này là sản xuất tại Anh ha. Nhưng hãng này là của Anh nha nè. Đó, một cái bộ dụng cụ đa năng. Thì đây, nó còn nguyên cái vỏ hộp như thế này. Đây, cái vỏ hộp giấy nó. Cái sản phẩm này thì bên em bán cũng khá là nhiều nè. Bên em bán cũng khá là nhiều ha. England. Đây là một con dao của England ha. Đây, một cái bộ dụng cụ của England. Đấy. Đó. Em có thể tham khảo thêm cái thông tin ha. Bên trong thì có luôn cái giấy giới thiệu sản phẩm nè. Đây. Đó. Nó cũng có nhiều cái bộ khác nhau. Đó. Mỗi cái bộ nó tương ứng với một cái nhân vật lịch sử của đất nước họ ha. Rồi, các cái chi tiết của cái con dao này.
Đó. Rồi, nó hoàn toàn là tiếng Anh. Anh em mình có thể mình chụp màn hình lại để mình dịch mình tìm hiểu thêm nha. Đó. Tại vì thông tin khá là nhiều mà gói gọn trong một video, một cái sản phẩm không thể nào mà giới thiệu bao quát hết được cho anh em được. Rồi, vào chi tiết nè. Cái bộ sản phẩm này là hàng chưa qua sử dụng anh em nha. Hàng chưa qua sử dụng. Đây. Nó còn cái lớp dầu của lớp dầu bảo quản luôn anh em. Đó. Thì nó sẽ có các chi tiết này, dao này nè. Dao ha, một cái đầu khui nè. Có cái đầu nhọn, có đầu dẹp, một cái đầu khui, có cái đầu nhọn này ha. Rồi, một cái cưa. Này nó dính dầu thôi, anh em mình vệ sinh nó sáng lại ha. Một cái cưa. Bên đây là hai cây tăm ha. Chỗ này thì có một cái vít ba ke. Đấy. Và một cái đồ khui rượu. Ở chỗ này có cái móc để anh em mình treo lên này. Đó. Rồi, hai cái vỏ ốp ở ngoài ha. Cái vỏ ốp này là nó có cái màu đỏ huyết á nè, đỏ huyết màu nâu đỏ đó, nhìn khá là sang luôn. Đó. Thì cái bộ dụng cụ này khá là tiện dụng cho anh em mình gấp gọn, xếp gọn mình đi đi chơi, đi picnic, đi cắm trại ha. Đó. Trừ những cái trường hợp mà mình cấp thiết á, mình dùng đến á nè, rất là tiện luôn. Nhiều anh em kêu cái những cái sản phẩm này là dụng cụ sinh tồn á ha. Đó. Khi mà anh em gấp gọn lại nè, anh em cầm trong lòng bàn tay thôi, khá là nhỏ gọn luôn. Lúc này kích thước của nó chỉ 9,5cm thôi nè, 9,5 thôi. Đó. Ở đây có cái đồ móc luôn nè, anh em có thể móc vào chìa khóa cũng được, nhưng mà nó khá là nặng á. Này, có thể là này mình móc trong ba lô, túi xách rồi gì đó thì nó sẽ tiện hơn nha. Tại vì cái thiết kế của nó cũng không có phải là nhẹ lắm đâu. Những cái chất thép của nước ngoài á, nó dày dặn và nó nặng, nó cứng lắm á nè. Rồi, đó, một cái bộ sản phẩm này ha. Rồi. Một cái bộ sản phẩm, dụng cụ đa năng của anh. Mã số 6 trong clip 40. Giá là 450.000. Rồi, em qua mã sản phẩm tiếp theo. Thì em để trong này luôn ha. Rồi. Nắp này nó bị mất cái phần nắp đậy, nó hơi hở tí nè. Rồi. Mã số 7 trong clip này giới thiệu cho anh em mình là một cây búa đinh nè, một cây búa đinh. Đây. Cây này là hãng tên gì đây ta? Coneta gì đây nè. Này, em mua trong cái lô hàng búa của Mỹ về. Thấy cái kiểu dáng cây này khá là lạ, khá là đẹp anh em. Này. Thì này thông tin gì 200/20. Coneta Brazil. À, chắc cây này là của Brazil đó. Đây. Thấy cái thiết kế cái đầu phần đầu của nó khá là lạ luôn nè anh em. Đây cái phần nảy đinh này nó có cái độ cong ha, độ cong cái lực đòn bẩy khá là lớn ha. Đây đó. Em thấy cây này khá là đẹp nè, anh em mình sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nè. Cây này là size nhỏ nha, size nó nhỏ nhỏ để cho anh em mình gò đóng gì làm những cái việc mà nhẹ hoặc là những cái việc thủ công kim hoàng thì em thấy cũng khá là phù hợp nha. Chiều dài của búa em đo được là 28,8 anh em, 28,8 gần 29 nha. Đó. Và cái cấu tạo của nó thì cái phần cán nè, bằng gỗ nè, phần cán bằng gỗ, em thấy cái phần cán còn nguyên vẹn khá là đẹp luôn. Ở này nó chia ra thành hai cái màu sắc ha, trên này là màu gỗ nè, ở dưới thì nó trang trí thêm cái màu đỏ cái phần cán cầm anh em. Thì này một số cái vị trí nó chóc sơn thôi. Đó. Không có vấn đề gì nha, không có bị tét nứt gì hết, này chóc sơn thôi nè. Đó, em cũng để nguyên zin nó như vậy nha, đảm bảo cho anh em mình là không có bị nứt bể gì hết, chóc sơn thôi nha. Đấy, anh em xem kỹ giùm em ha. Rồi, về phần đầu búa này, thiết kế cái đầu này đầu đóng khá là lạ ha, cái mặt đóng còn rất là ok nè anh em, đầu nhổ đinh nè cũng rất là đẹp luôn. Đây, độ cong ha, độ cong lớn, cái đòn bẩy nó khá là cao. Và chỗ này cái chốt nêm của nó nè, cái chốt nêm cũng khá là lạ nè. Này chốt nêm dạng
dạng này ha. Đây, em thấy khá là lạ luôn, rất là chắc chắn luôn anh em, rất là chắc chắn luôn nha. Đó, anh em thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, anh em ủng hộ ha. Riêng cá nhân em thì em thấy cây này khá là đẹp. Về trọng lượng của cây búa này nè, 316g nha nè. Đó, size nhỏ nhỏ ha. Đó, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 7 trong clip số 40, giá 350.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 8. Ở đây em có một cây búa bi nha nè, một cây búa bi của hãng Bluebone. Đây, Bluebone, hàng của Mỹ ha, USA. Cây này size lớn nha nè, cây này size là 20 ao ha, khá là nặng, khá là lớn. Anh em nào mình gò, mình đóng những cái hàng lớn, hàng nặng thì anh em mình có thể tham khảo qua cây này giùm em ha. Đây, Bluebone. Đó. Về kích thước em đo được là 38cm ạ. 38. Phần cán là bằng gỗ này. Phần cán là bằng gỗ này. Chắc cây này cái tuổi thọ nó cũng khá là cao ha. Em thấy phần gỗ thì nó hơi cũ nè nè. Hơi cũ này, này. Có cái dấu hiệu của tuổi tác, của thời gian hơi cũ ha. Ở này có xước nhẹ nè. Phần đầu này, nói chung là em thấy cái phần đầu khoảng cái phần này này thì nó không được đẹp ha. Còn phần ở trên thì em thấy ok. Đó. Anh em mình về mình tiếp tục sử dụng nha. Những cây này thì nó sẽ phù hợp với anh em mình sử dụng nha. Tiếp tục sử dụng thì không vấn đề gì đâu. Ok, ngon lành. Tại vì những cái cán của Mỹ nè, những cái cán gỗ thông của nó, của họ nè, là dùng rất là ok. Dùng rất là ok luôn. Và nó có, nó thiết kế từ cái độ dài cho đến cái thiết kế phần cán như thế nào anh em, nhưng mà nó rất là cân đối với cây búa, nên là nếu trong trường hợp em thấy mà cây này nó còn sử dụng được á thì anh em cứ để mà mình sử dụng nha. Đó, còn nếu mà trường hợp mà anh em nào không thích thì mình thay một cây cán búa mới, cây cán búa mới ha. Nhưng mà em khuyên anh em cứ để cái búa xin này mà dùng anh em. Đó. Rồi, về cái phần đầu búa này, tên hãng ha, Bluebone này, nhiều anh ai 20 ao, khá là lớn luôn. Này, cái cảnh báo khi anh em sử dụng ha. Rồi, chốt nêm. Chốt nêm anh em để ý sẽ thấy là một cái chốt nêm bằng gỗ thẳng như thế này và hai cái chốt nêm xéo nha. Rồi, phần đầu đóng này nè. Thấy cũng còn khá là ok này. Này. Đầu bi đây nè. Ok ha. Cây này thì anh em nào mình thích những cây búa mà nó có cái chất thép mà chất lượng để mà sử dụng á thì anh em mình có thể tham khảo qua cây này nha. Rồi, 20 ao thì tương ứng với cái hệ hệ gam của mình á là 744g mà nè. Đó, hơn 700g nha, size khá là lớn. Đấy, anh em nào thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 8 nha nè, mã số 8 trong clip số 40 này. Giá của cây búa này là 500.000 ạ. Anh em lưu ý giúp em size lớn 744g nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho anh em mình là một cây búa gọt, một cây búa tạ nè. Sorry nè, một cây búa tạ hàng quân đội nha. Cây búa tạ cầm khá là nặng này. Đây. Cây này là búa bát giác nè, búa bát giác ha. Đấy, hàng của quân đội nha nè, quân đội Mỹ ha, US. Và bên đây có cái ký hiệu là cái mũi tên, là ký hiệu cho bên không quân hay là bên hải quân gì đó. Thật sự thì em cũng không có rành lắm nè, em không có rành lắm về cái ký hiệu cũng như là các cái con số trên này nha. Đó, thì nếu mà có gì sai sót thì anh em bỏ qua giúp em ha. Đây, cái chốt nêm của nó là một cái chốt nêm gỗ thẳng này và một cái chốt nêm hình tròn. Đó, rất là đặc trưng của cái hàng quân đội này anh em ha. Rồi,
Ở dưới đây thì có cái số 4 chữ T nè, ký hiệu đặc biệt gì đó nè. Đây, rồi cảnh báo ha, mang gương khi sử dụng. Một cây búa tạ cho anh em mình đập rèn những cái vật cứng lớn nha. Đó. Những cây này thì những cái lực đập, lực đóng của nó rất là lớn nè. Đấy, dành cho anh em làm mình làm cơ khí ha, hoặc là mình đóng những cái đồ lớn thì anh em cần những cái cây mà nó có cái chất thép cứng cáp, bền bỉ, có lực nặng thì anh em mình có thể tham khảo qua cây này nha. Về kích thước của nó thì em đo được là 38 cm. Phần cán gỗ nè, phần cán bằng gỗ thì em thấy phần cán còn ok nè, cây này cán còn ok này, khá là ok luôn. Này, tiếp tục sử dụng là ngon lành ha. Này, chốt nem chắc chắn, không có rơ lắc, không có lỏng lẻo gì hết rồi nè. Búa này anh em có thể dùng một tay hay hai tay đều được ha. Này, cán cũng khá là dài luôn. Về trọng lượng nè, trọng lượng của cây búa này là số rất là đẹp anh em, 1888g ha, 1888g, tương ứng với gần kỳ 9 em, anh em gần kỳ 9 ha. Đấy. Với cây trọng lượng này thì rất là dễ sử dụng cho nhiều công việc khác nhau anh em. Đây mặt đóng của nó đây. Đó, anh em còn những cây búa đắt giá chất lượng ha, để mình rèn, mình đúc, mình đóng những cái vật nặng thì anh em mình tham khảo qua cây này nha. Cầm lên quay xong cũng đuối cái tay anh em, nó nặng. Đây, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 9 nha, mã số 9 của clip 40, giá cây này là 1.100.000 nha. Đây, hàng quân đội Mỹ rất là chất lượng luôn, cho anh em mình về sử dụng ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo mã số 10, giới thiệu cho anh em một số cái cây khóa nè, một số cái cây khóa đầu điếu ha, cổ nè, những cây này hàng cổ nha. Này, em sẽ sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn đó, cho anh em mình dễ quan sát. Em đang có là 3 cây, với cái cấu tạo của nó là cán bằng thép ha, được bọc gỗ nè. Này, đó, hình thức nó như thế này nha. Và đặc biệt cái đầu điếu này anh em rắc léo được nha. Đó, anh em mình rắc léo đảo chiều được nha. Rồi, về kích thước nè, cây này em đo được là 29 nha nè. Tiếp theo là 26. Tiếp theo nữa là 26,5 nha nè. Đó, rồi em lên chi tiết từng cây nha. Cái cây mà có cái size nhỏ nhất này, này anh em xem cái hình thức nè. Những cây cổ nên là nó sẽ có những cái dấu hiệu của tuổi tác nè. Đây, này, những cái vết trầy trầy như thế này nha nè. Đây, cũng như là bị chóc xi. Đây, đó. Rồi, tất cả là của hàng này là hàng liên danh giữa Nhật và Mỹ anh em ha, USA và Japan. Đó, cái hãng của nó là NKC. Đây, và cái đầu này nè nè là đầu 8mm ha, đầu khóa 8mm. Đây, rồi tiếp theo NKC ha, đây cũng đường danh giữa USA và Japan. Cầm lên tay rất là chắc chắn anh em nha, đảm bảo cho anh em mình là nó không có bị rơ lắc gì lắm đâu,
không có bị rơ lắc luôn anh em, không có bị rơ lắc gì luôn. Đây, rất là chắc chắn nha này. Đó. Và chỗ này nó có thêm cái đầu siết cộng lực cho anh em luôn nè. Đó, trong trường hợp mà nó cứng hay là sao đó, anh em mình có thể dùng cờ lê hoặc là mỏ lết mình trợ lực thêm nha. Rồi. Đầu đây là đầu số 10 ly anh em, 10 ly nha. Đây, anh em có thể lắc léo qua cái quay lại ha. Rồi. Cây còn lại là cây này là 14 ly anh em, 14 ly nha. NKC, máy hàng USA và Japan. Đấy. Đây, nó cũng lắc léo qua lại như vậy ha. Đây, cán rất là chắc chắn luôn anh em. Rồi. Một bộ ba cây này cho anh em mình về sử dụng hoặc là sưu tầm anh em. Với ba cái size là 8 ly, 10 ly và 14 ly ha. Thì giá của bộ này em đang để là 350.000. Đây, một bộ 3 cây. 8, 10, 14 nha nè. 350.000 cho anh em mình mua về sử dụng hoặc sưu tầm ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Rồi. Mã số 11 trong clip này giới thiệu cho anh em mình là một con dao anh em, một cái con dao rọc ha. Đây. Hãng của General anh em, General. Hàng của Mỹ nha, made in USA anh em. Đây. Với thiết kế của nó khá là cổ xưa, thiết kế cái dạng đơn giản nha, rất là đơn giản luôn anh em thấy ha. Đây. Đây. Chất liệu vỏ của nó là hợp kim nhôm anh em nha, đảm bảo cho anh em mình nè. Là không có bị nứt bể nha nè. Đó. Không có bị nứt bể gì ha. Ở đây có một cái lỗ cho anh em mình treo luôn nè. Treo dây luôn ha. Đấy. Rồi. Cây này thì em đo chiều dài phần cán ha. Em không tính phần lưỡi nha nè. Thì em đo được là khoảng là 14,5cm. Rồi. Anh em thấy ha, khá là đẹp, hình thức nguyên vẹn luôn nè. Với các thiết kế, các cái đường cong như thế này nè. Đây, anh em mình cầm rất là bám tay luôn ha. Và đặc biệt đi kèm là mình một cái lưỡi á, cái lưỡi cong luôn anh em, lưỡi kiểu như lưỡi sừng trâu á. Thì anh em có thể dùng lưỡi thẳng hoặc là lưỡi sừng trâu đều được nha. Đây, em mở ra bên trong cho anh em mình xem chi tiết luôn nè. Đây nè. Đây, đó, rất là ok luôn. Bên trong có cái ký hiệu gì đây ha. Đó. Này, cái lưỡi dao của nó là dao sừng trâu. Anh em có thể dùng lưỡi thẳng cũng được. Đó, những cái lưỡi này rất là thông dụng luôn. Anh em mua trên thị trường rất là nhiều ha. Anh em xem phần bên trong các chi tiết cũng còn rất là ok. Không bị bể, không bị nứt gì ha. Rồi. Cây này anh em mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Đó. Một cây dao. Đây. Hàng của Mỹ khá là chất lượng luôn này. Cầm lên tay khá là êm tay ha. Những cây này thì anh em xài rất là bền. Tại vì cái chất liệu hợp kim của nó làm cái chất liệu nó bền lắm anh em. Này. Anh em mình chốt hàng báo giúp em mã số 11 nha. Giá 300.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 12. Giới thiệu cho anh em một cái tay siết tự động anh em. Tay này là tay siết tự động ha, của nhà Ton, hàng của Nhật nha anh em. Này. Chuẩn hàng Nhật luôn, nó được cái logo ZIT nè, này chuẩn cái nội địa cơ khí Nhật, người ta chứng nhận cho cái độ cao cấp, cái nguồn gốc của cái sản phẩm này ha.
Đây. Cái đầu của nó là 12.70 ly, là 1/2 inch đó nè, 1/2 nha. Đầu 1/2 rất là thông dụng cho anh em mình sử dụng luôn. Đấy. Cây này thì hình thức ngon lành. Đấy. Nước xi cũng sáng bóng luôn. Đây. Có một số cái vết trầy nhẹ mà không đáng kể đó. Đây. Đó. Cây này nên mình về tiếp tục sử dụng là ngon lành nha. Chiều dài của cây này em đo được là 26.5 cm. Đấy. Em thấy hình thức cây này rất là ok luôn nha. Đó, em quay kỹ lại một lần nữa. Đây, anh em xem phần này ha. Cái sản phẩm bên em chưa mở chữa và thay thế sửa chữa gì bên trong hết. Những con ốc của nó là ốc zin luôn. Đó. Bên em sẽ không có can thiệp vào những cái phần trong ha. Đây. Rồi, để sử dụng nè. Đây. Đây, cái tiếng kêu. Cái con cóc nó rất là thành rồi nè. Đó. Rồi, đảo chiều ha. Đó. Rồi, bi khóa khẩu đây nè. Đây, nhúng nhảy ngon lành đây. Đó, anh em thấy ha. Cho thấy cái này còn sử dụng rất là ok, giữ khẩu tốt, không bị rơi rớt khẩu nha. Đảo chiều đây. Đấy, ngon lành. Rồi, anh em mua về sử dụng. Báo giúp em mã số 12, clip số 40, giá 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 13. Thì ở đây em có một cái bộ kìm của nhà YGIP anh em. Với hình thức là còn tương đối ha, tương đối mới. Đây, có luôn cái vỏ hộp đi kèm. Này, YGIP. Hàng này là hàng được đời cũ anh em, được sản xuất tại Mỹ nha. Này. Đấy, nó còn cái hộp như thế này đây. Bên trong thì có hai cây. Cây bên này là cây dạng kìm miệng cong ha. Cây bên này là dạng kìm miệng nhọn. Thì mỗi cây nó sẽ phù hợp với một cái số công việc khác nhau. Đó. Thì anh em có vừa cong vừa nhọn để anh em sử dụng cho công việc phù hợp ha. Này, hàng của Mỹ nha. Và đây có một số thông tin nè. Anh em có thể mình chụp màn hình lại để mình tham khảo thêm giùm em. Tại vì trong video ngắn em cũng không thể nào mà em giới thiệu hết được ha. Đây, made in USA. Đây, chuẩn hàng Mỹ anh em yên tâm nha. Trong cái vỏ hộp này thì nó có đây một cái khay nhựa này. Trong này có cả thêm một cái đây. Đây, cái giấy gì đây. Đó. Trong sản phẩm này sẽ có một cái cây 7WR và 6LN nè. Này mình về tham khảo thêm giùm em nha. Đầu tiên giới thiệu cho anh em cây là 6LN này. Đấy. Khá là đẹp luôn ha. Made in USA. Đấy. Hàng ngoài ghép ha. USA. Đấy. Nói chung những cây này em thấy hình thức còn khá là ok. Nước xi cũng sáng bóng nha. Cái phần hàm nè. Phần hàm nó còn những cái dầu á nè. Cái dầu màu vàng vàng á. Là cái dầu bảo vệ cái sản phẩm mà chống rỉ sét á nè. Đó. Nó còn cái dầu màu vàng vàng nữa luôn ha. Thì răng kìm em thấy còn ok nè. Đó. Những cái sản phẩm này có thể là dùng lướt thôi nè. Đây. Rồi người ta cũng sử dụng xong người ta bỏ lại trong cái hộp ha. Bảo quản. Có thể là người sử dụng trước người ta cũng sưu tầm thôi. Đấy, em thấy hình thức là còn khá là ok đấy. Đây, hoạt động ok ha. Rồi, cây này là cây 7WR này. Đó, này là cái hàm cong này. Và có cái lưỡi cắt ha. Nhà YGIP luôn. Hàng được sản xuất tại Mỹ, made in USA. Đây, ở đây có cái thông tin đây. Đấy, USA ha. Về ngoại hình nè. Ok anh em, hàng dùng lướt thôi. Đó, ngon lành ha. Đây.
răng kim. Ok. Này này dính bụi bên trong á. Ở chỗ này nó có một cái vết kiểu như cái mạc sắt á nè. Anh em mình về mình có cái gì nó cứng á mình lấy ra giùm em ha. Này cho cái phần răng là còn ok nè, đấy. Ở bên trong nó dính cái mạc sắt hay là cái gì thôi. Này, cái phần lưỡi cắt đây ha. Đấy, hoạt động ngon lành nha này. Bộ này nó sẽ phù hợp cho anh em mình sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Về kích thước thì cây kìm nhọn này em đo được là 16. Cây kìm cong này em đo được khoảng là 17,5 nha nè. Đó. Size 6 in và size 7 in ha. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, ủng hộ em nha. Đây, một cái bộ kìm còn khá là mới, còn trong hộp luôn. Đây, đó, như thế này nha. Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 13 nha. Giá của nó là 1,3 triệu cho một bộ sản phẩm hai cây này ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 14 giới thiệu cho anh em một siêu phẩm. Cây này thì em thấy nó sẽ phù hợp với, tại vì cây này nó hơi bị chói ánh đèn nha. Này, em để nó nghiêng tí nha. Tại vì cái lớp nhựa này nó bị chói, nó phản lại cái ánh đèn cho anh em mình khó thấy vào màn hình đó. Đây, một siêu phẩm anh em, một cây cuốc chim nha. Một cây cuốc chim, hàng của Đức. Tình trạng là còn khá là mới đẹp luôn. Đây, đây. Cây này rất là đẹp luôn anh em. Thì anh em nào mình thích sưu tầm những cây cuốc nè, những cây cuốc chim hàng nước ngoài. Đấy. Có những cái mẫu rất là lạ, rất là đẹp nè. Đấy. Anh em có thể tham khảo qua cây này nha. Và cây này nó được bảo vệ cái vỏ này anh em là bằng da nha, da thật nha nè, bằng da nha. Rất là cứng cáp luôn anh em. Cứng cáp hả? Nếu mà anh em mình cầm lên tay thực tế ở ngoài á, nó đẹp lắm anh em, nó đẹp lắm. Cây này thì nó phù hợp cho anh em mình sưu tầm, sử dụng được ok. Đây, chắc chắn nó đẹp từ cái vân cán cho đến cái phần bao da. Nói chung các cái chi tiết của nó thiết kế rất là hoàn hảo anh em. Và cây này cũng khá là nặng nha. Em còn cái kích thước, em còn cái con nặng trước. Khoảng 1,5 kg 65. 1565 g anh em, hơn 1,5 kg ha. Đó, đấy là tổng con nặng. Còn về chiều dài nè, khoảng là 44 nha nè. Chiều dài khoảng 44 nha. Đây, tính từ phần đầu cho đến phần cuối cán ha. Rồi, về cái chiều ngang anh em đo luôn. Đây, anh em thấy ở sau thiết kế quá đẹp ha. Đây, khoảng là 16,5 anh em, 16,5 ha. Em sẽ mở ra bên trong cho anh em mình. Thì trước khi em mở bên trong này, với cái thiết kế này, đây, cái phần cán nó tròn tròn, mình có thể mình treo ở đây anh em. Đây, mình cột cái những cái sợi dây treo á, mình treo ở đây lên cũng được nè. Hoặc đây là khi anh em mình đi nè, mình có thể là mình cái dây thắt lưng của mình á, mình xỏ ngang qua này ha. Các cái mối chỉ đi rất là chắc chắn luôn, anh em yên tâm. Đấy, các cái chi tiết của nó nha, ngon lành luôn. Quá nó đẹp luôn anh em. Rồi, em sẽ mở nó ra và em lấy cái cuốc ra cho anh em mình xem ha. Đây nè. Đây. Cái phần bao da cũng thiết kế rất là đẹp, rất là cầu kỳ ha. Cho cái cây cuốc của mình nó thêm cái đẳng cấp luôn anh em. Này, đó. Đó.
cái màu xanh của nó là nó nhuộm cái màu xanh quân đội á nè, màu xanh quân đội á, rất là đẹp này. Cái màu xanh của cái phần cán cũng là màu xanh quân đội luôn anh em. Phần lưỡi, sorry anh em, phần lưỡi cũng là màu xanh quân đội luôn nha. Này, sơn zin của nó chưa có qua sơn sửa lại gì hết rồi nè. Ở đây nó có cái ký hiệu nè. Này, cây này của hãng gì ông xã nói mà quên mất tiêu rồi nè. Này, thì em thấy cái thông tin của nó là hình một cái người ha, cầm cái xẻng nè. 1964 có thể là năm sản xuất của cái sản phẩm này ha. Và một cái số cái dòng mã bát, mã code của sản phẩm đây, ký hiệu cho cái thời điểm, cái thời gian lịch sử nào đó ha. Đó. Rồi, để mà sử dụng cây này nè, thì đây, anh em mình có một cái nút, họ thiết kế một cái nút gạt ở đây nè. Anh em mình mở ra ha. Đây, đây. Các cái chi tiết của nó là rất là dày dặn anh em. Nó dày lắm, đảm bảo cho anh em mình là không có nứt nha, không có nứt bể gì hết á. Đó. Cái phòng cuốc rất là đẹp ha. Cái chỗ này thì nó có trầy sơn, nó hơi trầy sơn ha. Tại vì phần này là phần thêm mà họ dùng nè, họ cuốc nè. Cái điểm này nó tiếp xúc và chịu cái lực tác động mạnh nhất khi mà mình sử dụng sản phẩm này, nên là không tránh khỏi cái phần trầy sơn đó. Nhưng mà không đáng kể gì đây lắm đâu. Đây, đảm bảo cho anh em mình là còn ngon lành. Rồi, còn nếu mà anh em mình muốn sử dụng cái phần lưỡi nhọn ở bên này nè, thì mình cứ mình nhắn ra đây nè. Lúc mình nhắn ra đây thì mình có thể điều khiển được ha. Đó. Rồi, nó sẽ tự động nhả lại nha. Khi anh em mình không có tác động nữa thì nó tự động nhả lại. Rất là cứng cáp luôn anh em. Em thấy ha, thiết kế quá ra đẹp luôn anh em. Này, cái phần cán gỗ với cái phần thép này kết nối chắc chắn lắm anh em, không có rơ lắc gì ha. Này, cái phần cán gỗ, cái vân gỗ rất là đẹp luôn anh em. Đó. Này. Này thì anh em mình mua về mình sử dụng hoặc là mình sưu tầm, rất là đáng để anh em mình sưu tầm luôn. Quá là đẹp luôn. Rồi, anh em mình xếp lại ha. Nhỏ như thế này giúp em. Đó. Khi mà nó trở về hoặc là nó sẽ trở về anh em. Đấy, cái này nó tự động nó trở về nha. Rất là chắc chắn luôn. Đó. Quá đẹp luôn anh em ha. Rồi, để bảo quản nó nè. Đây đây, anh em mình để lại trong cái túi da. Rồi, và mình gài lại ha. Rồi, cây này anh em sưu tầm rất là đẹp nha. Sử dụng thì có phần hơi tiếc nuối nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, anh em quan tâm thì báo giùm em mã số 14 của clip số 40 nha. Này, giá của nó 2.600.000 nè, cho nên mình mua về sưu tầm. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 15 trong clip này giới thiệu cho anh em một cây rìu hai đầu anh em, của nhà Edwin. Đây. Đấy, cây một lưỡi thì khá là dễ gặp ha, còn cây hai lưỡi thì lâu lâu em mới về được một cây. Rất là đẹp luôn. Cái phần chữ nè, đấy, in nổi trên phần cán nha. Đấy. Và thiết kế của nó là đúc liền khối anh em, đúc liền khối từ phần lưỡi và phần cán luôn. Và phần tay cầm ở đây được bọc cao su. Này đã được bọc cao su ha. Thì cái dòng rìu nó sẽ thiết kế cái cao su là màu đen. Đấy, nó khác với cái màu truyền thống là màu xanh dương ha. USA. Thì đây. USA anh em, Edwin ha. Ở đây nó có một số cái vết trầy nha. Đây, vết trầy anh em, đó. Đây, một cái
rìu rất là đẹp luôn đó. Thì không biết là trong cái bộ sưu tập nhà Edwin hoặc là sưu tập rìu mình đã có cái con rìu con này chưa ha. Đó, nếu mà anh em nào mình thấy ưng ý với cái sản phẩm này để mua về sử dụng hoặc sưu tập, anh em ủng hộ em nha. Cây này thì size nó là size trung anh em, size trung nha, size vừa vừa á. Đó, cân nặng của nó là 1 kg anh em, khoảng là 1 kg nha, 1 kg hơn tí ha, 1 kg 1031 gram. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Về chiều dài em đo được là 41 nha. Rồi, phần hai cái lưỡi này nè, này thì khoảng là 19 nha nè, 19 nha. Rồi, về phần lưỡi cắt của nó này, lưỡi chặt á anh em, nó khoảng 7,5 nha, 7,5 cm nha nè. Đó, và nó có cái màu sơn là màu đen. Đấy, màu sơn màu đen đồng đều với phần cán luôn nè. Và một số vị trí nó bị chóc sơn ha, một số vị trí nó bị chóc sơn. Đấy, cái chất thép của nhà Edwin này thì cực kỳ chất lượng rồi nè. Đây, anh em thấy này, cái thiết kế cán của nó thiết kế mỏng, dẹp. Đó, nhưng mà anh em thấy ha, thẳng tắp, không có cong bên luôn rồi nè. Đó, anh em thấy ha, cái thiết kế của nó em thấy rất là đẹp luôn, rất là đẹp mắt luôn. Cây này cầm lên tay rất là đẹp luôn rồi nè. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, anh em ủng hộ nha. Mã 15, clip số 40, giá của nó là 1,2 triệu. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 16 trong video, tiếp tục là một cây rìu hai đầu anh em. Cây này là hàng quân đội nha. Cây này là hãng của nó là hãng True Timber anh em. Này, True Timber, nó cũng giống như hàng Bloom ha, nó là hàng quân đội Mỹ. Này, một cây rìu hai đầu rất là chất lượng luôn nè, US05 ha. Rồi, True Timber. Đấy, còn luôn cái tem này nè. Đó, ở sau đây có một số cảnh báo nè, anh em mình về mình tham khảo thêm nha. Rồi, cầm khá là nặng tay, để em cân cái trọng lượng của nó cho anh em nào quan tâm mình theo dõi luôn nha. Tại vì nó có cái phần cán á nè, phần cán nó khoảng 2,3 kg á nè, 2,3 kg, gần 2,4 kg á nha. Nó khoảng này anh em nha. Rồi, cái phần lưỡi nó rất là nặng anh em. Nó có cái lục á, nó có cái lục chặt á, nó khá là nặng ở cái phần đầu. Đây, anh em xem nè, phần lưỡi cái này rất đẹp luôn. Với cái thiết kế nó khác với cái thiết kế truyền thống ha, bầu bầu, thì đây nó có hai cái sừng nhọn đó. Thì hôm nay em có một cái cặp rìu có sừng. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, cho nên mình mua về sử dụng hoặc là sưu tầm ha. Khá là nặng nên em sẽ quay nhanh nha đây. Và đặc biệt em chú ý cái phần lưỡi ha. Phần cán của nó này còn rất đẹp. Phần cán còn rất đẹp, khá là mới luôn. Còn tem luôn. Nên em sẽ đi chú trọng vào cái phần lưỡi nha. Đây, đây, chốt nêm này nè. Anh em sẽ thấy một cái chốt nêm bằng gỗ dài nè. Và đây là chốt nêm bằng sắt, bằng thép ha, cả hình tròn. Đó, nó còn luôn cái nước ga màu đen luôn anh em, nguyên cái nước ga màu đen luôn ha. Và cái kích thước, kích thước này 26 anh em, 26.
cái phần lưỡi chặt của nó này. Khoảng là 12 nha nè, 12. Đó. Cầm lên khá là nặng luôn. Rồi. Anh em xem kỹ lại phần lưỡi lần nữa ha. Phần lưỡi khá là ok luôn. Anh em mình về mình thích thì mình mài lại thêm. Đấy. Cho nó bén ngọt hơn. Còn về thì em thấy này hiện tại thì nó đang rất là ok rồi. Anh em thấy ha, phần lưỡi rất là đẹp luôn. Đó. Cây này cũng hàng dùng lướt á nè. Rất là ít sử dụng ha. Về chiều dài thì em đo được là tới cái phần này là 60. Phần này là 27 nữa là chiều dài khoảng 87 nha nè. Tổng chiều dài của cái rìu này là 87 ha. Và đối với những cái rìu hai đầu, họ sẽ thiết kế cái phần cán nó cong súng nha nè. Nó cong súng nên là hai bên nó đồng đều nè. Anh em thấy ha. Nó thẳng và nó đồng đều ra hai bên nè. Đây. Một cái rìu rất là đẹp luôn, mà sẽ rất là thích hợp với anh em nào mình sưu tầm, mình chưa có các cái dòng rìu mà có sừng lên như thế này ha. Đấy, nó đẹp luôn. Rồi anh em lưu ý giúp em, rìu này size lớn ha, rìu lớn nha nè, 2,3 kg gần 2,4 kg nha, hàng quân đội Mỹ của True Timber. Mã số 16, clip số 40 nha nè. Giá của nó là 3,2 triệu. Đấy, một cái rìu rất là chất lượng luôn nè. Đây, em nhập trực tiếp từ Mỹ về ha. Rồi. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay á của em á là một cái thùng đồ nghề. Đựng đồ nghề thì nó khá là lớn đó nha. Nên là em xin phép em xếp gọn cái này nha, em xếp gọn những cái dụng cụ này để mà em có thể quay cho em thấy được chi tiết cái phần đồ nghề nha. Số 17 giới thiệu cho anh em một cái thùng đồ nghề của nhà này là của Marvel, hàng của Nhật nha nè. Này, thùng này thì size khá là lớn và cái chất liệu của nó khá là dày dặn nha. Anh em nào mình quan tâm đến những cái thùng lớn dày thì anh em mình tham khảo qua thùng này giùm em. Đầu tiên em sẽ con cái trọng lượng trước nè. Bốn ký hai chín mốt đó thì nó gần như là 4,3 kg nha. Đã, anh em thấy được nó cái chất thép nó dày như thế nào nha. Cái dòng này nó hơi dày nha nè, hơi dày và chắc chắn đó. Marvel, cái dòng của nó là 740 dx ha. Chi tiết hơn ha. Rồi, đây, đây là cái mặt trên của nó này. Thì tình trạng cái nước sơn là sơn zin của nó thì nó sẽ có một số vị trí nó chóc sơn. Đấy, như anh em thấy ha, chóc sơn. Đó. Rồi. Không đáng kể gì đâu. Đây nè. Đó. Rồi. Mặt phía bên này ha. Đây nè. Rồi. Phần đáy ha. Đấy. Thì phần đáy nó tiếp xúc nhiều với cái mặt phẳng bên dưới nên nó cái vị trí, những cái vị trí này nó chốc sơn nhiều, nhưng mà đảm bảo cho anh em mình không thủng, không lủng. Đấy, em đảm bảo cho anh em điều đó nha. Tại vì nó thiết kế cái phần đáy rất là dài rồi.
không bên này ha. Đó là ok luôn. Rồi. Này, Marvel. Đấy, cái chi tiết của nó đấy. Ok, không có nứt, không có gãy hết nha. Đây, mặt không bên còn lại. Đấy, Marvel. Đấy, cái chi tiết của nó đây. Đó, đảm bảo cho anh em mình không có nứt nha. Chốc sơn và có những cái vị trí nó mớp nhẹ. Đó là chuyện nó khá là phổ thông của cái hàng thùng thép á nè. Nên là cái vấn đề đó em sẽ không có đề cập trong video ha. Đấy. Đảm bảo cho anh em mình là thùng còn rất là ok để mình sử dụng. Và nó không có bị không bị thủng, không bị lủng, không bị nứt, không có qua sửa chữa hàng lại, dán lại gì hết. Đó là cái điều mà em đảm bảo cho anh em mình nha. Rồi. Kích thước nè. Chiều này là 47 nè. Đây, chiều này 47 nha. Rồi. Chiều ngang 22.5 anh em, 22.5. Đây, 22.5. Rồi. Chiều cao 18 nha nè, 18 ha. Đó. Cái kích thước của sản phẩm nha. Rồi. Về cân nặng thì lúc nãy em cân rồi ha, gần 4.3 kg. Rồi, đây khi em mở bên trong nè, thì bên trong nó thiết kế nó sẽ có hai cái khay hai bên để cho anh em mình bỏ những cái dụng cụ như là những cái vít, những cái vít, những cây cờ lê, mở lế gì đó ha. Hai bên này, này, đây, bên này này rất là dài, anh em thấy này, dài quá trời dài luôn. Rồi, bên này, đó, này dính keo gì thôi, dính keo dính sơn vậy thôi, đó, rất là ok anh em thấy ha, dày lắm nha này. Rồi, phần ở dưới có một cái khoang anh em chứa đồ rất là lớn nè, anh em có thể để những cái máy, những cái máy cầm tay nè, như là máy khoan pin, máy khoan, máy cắt gì đó, thì em thấy cái với cái khoang lớn này nó sẽ phù hợp ha. Đó. Hoặc là cứ tùy theo cái nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng anh em, anh em cứ để những cái vật mình còn thiết mình mang đi ha. Rồi, đây, ở dưới thì nó bị chày sơn thôi. Đó, chày sơn thôi. Đảm bảo cho anh em mình nè, không bị thủng nè. Đó. Không bị thủng, không bị lủng. Rất là chất lượng luôn. Ha. Anh em nào cần những cái thùng hàng chất lượng thì anh em có thể tham khảo qua thùng này nha. Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 17, clip số 40. Giá thùng này là 550.000. Rất là bền bỉ cho anh em mình về sử dụng nha. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn anh em mình đã quan tâm theo dõi ha. Mình thấy món hàng nào phù hợp thì mình ủng hộ em nha.